Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, trong hai ngày 26 và 27 tháng 5, thành phố Phổ Yên đã thành lập 6 đoàn lãnh đạo đến thăm tặng quà các tăng ni Phật tử tại 10 cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố. Ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo thành phố Phổ Yên mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử ở địa phương tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, giáo dục, động viên toàn thể Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Phổ Yên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Được biết trên địa bàn thành phố Phổ Yên hiện có 42 tổ chức Phật giáo và một điểm sinh hoạt với 42 chức sắc chức việc và trên 25.000 tín đồ Phật giáo.